Lâm Tâm Như tiết lộ cách vượt qua sóng gió khi ở cạnh người chồng bị cho là bất tài là Hoắc Kiến Hoa. Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa đã kết hôn được 4 năm và có một con gái. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của họ vẫn nhận được sự quan tâm của công chúng và dính nhiều tin đồn tiêu cực. Trên mạng xã hội thường xuyên lan truyền những tin tức như Lâm Tâm Như ép Hoắc Kiến Hoa kết hôn, cặp đôi trục trặc tình cảm, Hoắc Kiến Hoa hối hận vì sau khi kết hôn sự nghiệp xuống dốc. Thực tế thì suốt những năm gần đây, truyền thông Hoa ngữ liên tục cho rằng nam diễn viên Hoắc Kiến Hoa đang rơi vào giai đoạn sa sút sự nghiệp. Ở thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp, Hoắc Kiến Hoa được nhiều nhãn hàng và nhà sản xuất săn đón. Nam diễn viên thế hệ 7X sở hữu khả năng diễn xuất ổn định, vẻ ngoài nam tính, lạnh lùng, phù hợp với nhiều vai diễn trong phim tình cảm lãng mạn. Anh gây ấn tượng với nhiều dự án như Hoa Thiên Cốt, Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 3, Hậu Cung Như Ý Truyện. Từ năm 2017, Hoắc Kiến Hoa ít có cơ hội làm việc vì sự cạnh tranh đến từ những gương mặt mới trong làng giải trí. Nói về việc biến mất khỏi làng giải trí trong gần 2 năm qua, Hoắc Kiến Hoa giải thích anh không lựa chọn được kịch bản thích hợp nên quyết định dành thời gian cho gia đình. Hoắc Kiến Hoa cũng không còn quá nhiều hoài bão tham vọng trong sự nghiệp. Thay vào đó, anh muốn dành thời gian chăm sóc vun vén cho tổ ấm nhỏ, tình nguyện ở nhà chăm con gái để vợ yên tâm phát triển sự nghiệp. Chính vì thế, việc sau năm 7X lui về hậu trường là lựa chọn của Hoắc Kiến Hoa, không liên quan đến Lâm Tâm Như. Tôi chưa bao giờ để ý đến việc đánh mất hào quang. Diễn viên không thể ôm đồm hết mọi vai diễn, cũng không thể vĩnh viễn có fan vây quanh. Khi đến một độ tuổi nhất định, ta cần sống chậm lại, tận hưởng cuộc sống. Tôi không thể như trước, một năm quay đến 7 bộ phim, như vậy còn gì là cuộc sống nữa. Hoắc Kiến Hoa chấp nhận việc không còn sức hút như xưa. Hoắc Kiến Hoa kết hôn với người bạn thân Lâm Tâm Như vào năm 2016. Sau khi lập gia đình, sự nghiệp của Hoắc Kiến Hoa liên tục gặp sóng gió và tin đồn quanh cuộc hôn nhân giữa anh và Lâm Tâm Như cũng ảnh hưởng tới hình ảnh của nam diễn viên. Trước thông tin cho rằng Lâm Tâm Như can thiệp vào mối quan hệ và sự nghiệp của chồng, Hoắc Kiến Hoa đã lên tiếng phủ nhận. Anh thú nhận sau khi con gái cá heo nhỏ chào đời, anh muốn dành thời gian nghỉ ngơi, rời xa làng giải trí ồn ào để sống cho chính mình và gia đình. Nam diễn viên cũng không ít lần khẳng định Lâm Tâm Như là sự lựa chọn thích hợp với anh, vì tôi là một người khá là trầm tính, ít nói và từng có thời gian luôn cảm thấy cô đơn. Còn bà xã của tôi là một người vui vẻ hoạt bát, luôn luôn cho tôi những năng lượng tích cực. Hai chúng tôi tính cách tuy đối lập nhưng lại bổ sung cho nhau. Về phần Lâm Tâm Như, vào khoảng năm ngoái, nữ diễn viên đã bắt đầu chuyển hướng sự nghiệp diễn xuất từ quê nhà đến đại lục. Song song với việc phát triển các dự án cá nhân, nữ diễn viên vẫn chú tâm chăm sóc tổ ấm nhỏ. Năm 2016, người đẹp đã kết hôn với Hoắc Kiến Hoa. Sau khoảng 2 năm chung sống, cặp vợ chồng đình đám đã chào đón ái nữ đầu lòng. Hiện tại, con gái của nữ diễn viên đã tròn 4 tuổi. Mới đây, trên trang cá nhân, Lâm Tâm Như đã đăng tải một đoạn video để chia sẻ bí quyết luôn tràn đầy sức sống và tươi trẻ. Sự tự tin cùng phong cách giản dị của người đẹp đã làm cho nhiều khán giả tan chảy từ ánh nhìn đầu tiên. Cụ thể, cô cho biết, tôi có nhiều vai trò, nhiều trách nhiệm hơn và thường xuyên bận rộn, nên thời gian dành cho bản thân ngày càng ít đi. Tuy nhiên, theo thời gian, tôi ngày càng nhận thức được tầm quan trọng của việc chăm sóc tốt cho bản thân. Các bạn nữ, chúng ta nên quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe của mình và đặt sức khỏe lên hàng đầu. Chỉ khi giữ cho mình ở trạng thái tốt nhất, bạn mới có đủ nghị lực để bảo vệ những người thân yêu xung quanh mình. Sau khi cô nàng tiết lộ bí quyết, cư dân mạng đều không khỏi trầm trồ và ngưỡng mộ khi người đẹp có thể duy trì việc giữ gìn nhan sắc cùng vóc dáng và chăm sóc gia đình nhỏ. Cho đến nay, Lâm Tâm Như đã tham gia làng giải trí khoảng 30 năm. Tuy nhiên, ở mọi thời điểm, nữ diễn viên đều không ngừng nỗ lực và cống hiến hết mình trong những dự án điện ảnh cô tham gia.